Chào toàn thể các bác hầm thợ Lô Ong nhé. Các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là khai thác mật rừng ở vòng quay thứ mấy rồi ạ? Hôm nay thì em ra kiểm tra ong. Ong của em thì không đi đánh mật rừng các bác. Ong thì đợt vừa rồi chỉ dưỡng lên thôi để chuẩn bị khai thác mật hoa bạch đàn lá liễu ấy. Thì đối với cái hoa bạch đàn lá liễu thì nếu mà thời tiết nó thuận lợi thì sẽ quánh được tầm khoảng 2-3 vòng. Đấy, còn mật lá keo thì hiện tại khả năng nó vẫn còn. Đấy, cũng khá lâu rồi chưa ra thăm ong các bác. Từ cái lần mật vải mật vùng ấy tính đến nay nó rơi vào tầm khoảng đôi tháng, hôm nay mới ra sờ vào ong ấy. Đấy, nhưng mà ong thì để ở nhà bác ấy nuôi luôn thì cũng bác cũng hỗ trợ nhiều. Đấy, không sợ ong bay bốc tướng thì cắt tướng hết rồi, cắt cánh rồi các bạn. Đàn này thì có đang ở cái thế đàn là 4 cầu quân đông ấy. Giờ khả năng là nó vẫn có mật các bạn. Đấy, nhưng mà ít thôi, mật keo. Mật keo thì phải lên rừng nhiều, ở đây thì không có mấy. Ở đây thì chỉ có mấy cái vàn đồi hoa bạch đàn lá liễu thôi. Vẫn cầu lặng lắm các bạn. Đây mật đầy. Mật nhiều ong thì vẫn đẻ rất là tốt. Đấy, có cả ong đực. Phấn phiếc nhiều, đây mật này, bầu mật này các bạn này. Bên nào cũng thế. Như những cái đàn này thì đẹp, cực đẹp luôn. Đấy, còn miền Bắc mình thì tầm này các bác đang đi lấy mật bù đề đấy. Mật nói chung là không đủ ăn thôi. Đấy, còn cầu thì vuông đét đẹp, cực luôn. Này. Lớp mới này thì nó ra nó sẽ ok này. Đấy, còn năm nay thì mật như là mật vải với cả mật nhãn là mất rồi các bạn. Đấy, chỉ còn ít mật rừng này thôi. Mật thì nhiều, nói chung là ong khá đẹp. Cầu đảo cũng đét hết. Đấy, như thế này thì ví dụ sau cái thời điểm khai thác mật hoa bạch đàn lá liễu xong rồi thì con ong nó không bị tụt, nó chỉ tụt vào đúng cái thời điểm tháng 7 âm thôi các bạn. Tháng 7 nóng. Đấy, bước sang tháng 8 thì nó cũng mát dần rồi thì con ong nó cũng dễ. Nhưng cái đàn ong mà chúng ta để được đông như thế này này thì không sợ các bạn. Đàn này thì đang ở 4 cầu quân đông ấy. Lát nữa sang cái đàn ong 5 cầu xem tình hình nó thế nào. Mùa này không có mật thì thước lại để vào cái chiều 7 ly các bạn. Mùa có mật thì để chiều phân. Ngoài khu vực em để ong này thì phấn ngô nhiều các bạn. Phấn ngô nhiều lắm. Ở đây người ta trồng cái ngô ngọt nhiều. Vụ nào bây giờ người ta cũng trồng, ngày xưa thì trông chờ vào vụ đông thôi. Nhưng bây giờ thì hè người ta cũng trồng. Đàn bên này là 5 cầu. Này, 5 cầu này. 5 cầu thì quân chẳng khả năng đông bởi vì thấy nó lôm ra ngoài nhiều. Ý. Nhiều quân luôn các bạn. Năm cầu. Đàn này nhiều mật luôn các bạn. Đàn này quay được luôn. Đàn này nhiều mật lắm. Đây này. Mật này. Đấy này các bạn này. Cái đàn này là quay được này các bạn này. Không quay nó lóng nó bỏ các bạn. Đàn này chắc mai kia ra xem những đàn ong đẹp thì quay. Mật ác ấy các bạn. Ong căng đét này. Đây, mật. Nhưng mật này là mật lá keo các bạn. Cái loại này thì quay về thì chỉ sử dụng với cái mục đích là chúng ta ngâm thuốc thôi. Chứ ăn thì nó nhớt mà để một thời gian nó chua.
đàn này chắc phải oánh phải được gần 2 lít các bạn. Màu căng đét. Nói chung là đẹp ong á. Ong này thì không chê được. Mật nhiều, phấn nhiều. Mới để bao giờ nó có mật bạch đàn quánh cả thể các bạn. Kệ cái này cho nó phát triển đàn thôi. Đây toàn bộ mật keo các bạn. Ở đây thì nó không có cây bồ đề. Keo thì nó có những cái lớp keo già, nó tiết mật qua lá nhiều. Với bên kia thì còn gần chục đàn để với bên kia các bạn. Thì bây giờ cũng sang bên đấy kiểm tra xem tình hình ong nó thế nào nhé. Đấy, các bác xem được video thì đăng ký ủng hộ kênh. Các bác nào nuôi ong ở trong cái thời điểm này khai thác mật rừng thì các bác bình luận nhé. Khu vực các bác là đang khai thác mật hoa gì nhé.